Xin chào mọi người, tôi là một cậu bé hải tặc. Hôm nay tôi sẽ đi đào kho báu. Trước tiên chúng ta cần phải tới gặp thuyền trưởng Jack. Đố các bạn, nghề chính của thuyền trưởng Jack là gì? Không, không phải. Thuyền trưởng Jack không phải là người đưa đón chúng ta tới hòn đảo kho báu. Nghề chính của thuyền trưởng Jack chính là bán sẻ. Đào kho báu, thuyền trưởng Jack không lấy vé, miễn phí 100%. Nhưng để đào được kho báu thì chúng ta cần sẻ. Cái thằng này, sao mày nói nhiều thế nhỉ? Thế bây giờ mày có mua sẻ không? Mày nói vậy không ai mua sẻ của tao thì làm sao mà tao làm ăn được ở nơi này nữa? Cháu xin lỗi bác, bác bán cho cháu 10 cái sẻ, bao nhiêu tiền ạ? 500, đưa đây. Sao bác bán sẻ đắt thế? Chúng mày đào được kho báu toàn là đồ xịn, 500 nó quá rẻ rồi. Thế bây giờ có mua không? Dạ cháu có, mà bác đừng có mày tao. Thôi được rồi, thằng cháu, bác xin lỗi, mua đi. Dạ, cháu mua 10 cái sẻ. Ok, chúc thằng cháu may mắn. Dạ, cháu cảm ơn bác. Sau khi mua sẻ từ bác Jake, tôi đã bắt đầu hành trình săn kho báu của mình, bắt đầu đi đào thôi các bạn ạ. Ủa cái gì kia? Ủa tại sao ở kia lại có một cái hòm kho báu mà không ai đào à? Có một cái dương kho báu ở kia không ai đào kìa. Tôi sẽ lại gần cái dương đấy xem thử. Người đào chiếc dương này đi đâu mất tiêu rồi. Thôi rồi, từ bây giờ tôi sẽ chỉ đào quanh cái dương này thôi. Người ta nói rằng dương trùng dương. Chúng ta đào quanh cái dương này chắc chắn là sẽ gặp dương các bạn ạ. Chúng ta không cần phải đi đâu xa cả. Đào từ sáng đến tối quanh cái dương này mà không được cái gì cả. Thế là thế nào? Đây rồi các bạn ơi, dương vàng, tôi nói rồi mà. Dương trùng dương. Chỉ cần chúng ta có mặt, chắc chắn chúng ta sẽ có dương. Cái dương đầu tiên, cạnh cái dương nổi trên mặt cát. Đổi máy khoan phát xem được gì nào. Được gì đây? Được gì nào? Được gì nào? Ủa, được hai cái thôi các bạn ạ. Này là không có kim cương rồi. Chúng ta được một đôi dép. Ôi rồi ôi. Có tín hiệu đây mà tìm mãi không thấy nhỉ. Đi theo hình zig zag rồi đấy mà vẫn chưa thấy. Ui, đây nữa rồi, một dương nữa các bạn ơi. Thật tuyệt vời. Cái dương này là cái dương may mắn của tôi rồi. Tôi đi quanh quanh cái dương này mà tôi được tận hai cái dương rồi. Xin đừng là dép. Là gì? Được 3 cái, được kim cương rồi, được kim cương. Lần này chắc chắn được 3 đá quý. Vô cùng luôn ấy. Lại là dép. Sáng hôm sau lại đào được thêm một dương nữa này. 3 dương liền. Tuyệt vời thật sự. Nhưng mà đừng là dép nữa nhá. 2 dép là quá đủ rồi. Quá tội lỗi rồi. 3 dép thì đúng là chắc là tôi phải đổi vị trí, đổi map thôi. Không bảo cái dương này nữa. Đừng là dép. Lại được kim cương nữa này. Bao nhiêu đá quý đây? 1 đá quý các bạn ạ. 3 dép. 3 dép liên tục. Là sao? 3 dương 3 dép là tôi thấy có điểm chẳng lành rồi đấy. Mới nói cái điểm chẳng lành xong, tại sao không phải là tôi? Tại sao? Trời ơi, không biết là bạn ấy được gì. Mong sao là bạn ấy cũng được dép giống tôi. Đây đúng là cái dương may mắn của cuộc đời tôi sao á? Xung quanh đây nhiều dương quá. Úi dồi ôi, mới nói xong lại một dương nữa. Nhưng mà đừng là dép nhá. Xin đừng là dép đấy. Đừng là dép. Đừng là dép. Đừng là dép. Áo hoặc đầu. Áo hoặc đầu. Đừng là dép. Không có kim cương rồi. Lần này không có kim cương. Được cái áo, hay quá. Chúng ta được cái áo. Yes. Không phải là dép là ok rồi. Phá được cái dớp dép rồi. Tiếp tục nào các bạn ơi, cố gắng lên. Ơ cái gì đây, cái gì đây? Ui. May mà không có ai ở cạnh tôi á. Có ai ở cạnh tôi chắc là tôi trượt quá. Mình lách lách hai phát mãi mới đào được. Chúng ta được dép rồi, chúng ta được áo rồi, chúng ta thiếu đầu thôi. Là đầu, là đầu, là đầu. Là đầu, là đầu, đừng là áo, đừng là dép. Lại được kim cương này. Bao nhiêu kim cương đây, bao nhiêu đá quý? 2 đá quý các bạn. Lại áo rồi. Bây giờ nó hết da dép. Bây giờ nó chuyển qua da áo rồi các bạn ạ. Tôi chẳng hiểu kiểu gì. Ôi trời ơi, nó bị lag rồi các bạn ơi. Tôi cứ đào mãi. Ui. Trời ơi, tại sao không phải là tôi nhở? Rõ ràng là tôi bấm rồi mà. Kìa. Game bị sao á? Lỗi game rồi, rõ ràng là tôi bấm trước bạn ấy mà. Tại sao không phải là tôi? Quá là cay cú, thế là tôi chuyển map rồi các bạn ạ. Nãy hụt quả cay thật. Mình bấm trước rồi mà cuối cùng là bạn kia bạn ấy được. Thôi không sao, dù sao thì dương cũng nhiều mà. Đang x2, x3. Chúng ta ăn hên ở cái dương kia. Bao nhiêu là dương rồi? Xin vía ở cái dương kia. Không biết là ai đào cái dương đấy mà
không có nhận. Chắc là tôi nghĩ là bạn ấy đào xong là bạn bị lag, bạn bị văng ra ngoài á. Thế là cái dương đấy nó cứ ở đấy mãi. Ui trời ơi, lang thang ở một hồi ở map mới này được dương này các bạn ơi, mong sao đây sẽ ra đầu. Ra đầu nữa là mình full bộ rồi. Thực sự đi đào cái này cho vui ấy chứ. Quần áo thì tôi cũng không thích lắm. Bộ quần áo xấu mù sắp thành cái sở thú rồi. Đầu. Game toàn ra đồ thú không à? Ơ ra đầu này hay quá. Play to get you, sở thú các bạn ạ. Game giờ thành cái sở thú rồi. Xong rồi. Bây giờ chúng ta thoát ra. Cảm ơn bác thuyền trưởng Jack phát. Cháu xin chân thành cảm ơn bác thuyền trưởng Jack. Nhưng mà cháu nói thật với bác là bác bán sẻng vẫn đắt nhá. Bác nên giảm tiền sẻng đi. Cháu đào từ 50.000 bây giờ xuống còn có 27.000 thôi đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.